Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ở đây à? Ui sồi, đơn giản, one kill. Có lơ ngủ dài anh em ạ, chất lượng nhờ. Nó lại khá là hợp lý anh em ạ. Ngon lành cành đào luôn, có lơ ngô da này, đủ đầu trận. Gặp ngay được cái khẩu này công nhận thơm anh em ạ. Gọi là kiểu thơm ngon đến giọt cuối cùng, Chinsu thấy quảng cáo. Quảng cáo Chinsu hay bảo thơm ngon đến giọt cuối cùng anh em ạ. Ê, có xe. Ê, đậu xanh. Xế không trúng phát nào luôn. Ui, nó chạy xe là hẳn mãi lên trên kia rồi. Thật là nó chạy trốn thôi anh em. Mất dấu luôn, thế nghỉ chơi. Nghỉ chơi thật luôn chứ không phải nghỉ chơi đùa đâu anh em ạ. Tầm này tôi lên trên cái khu cổng trời thôi anh em ơi. PR sản phẩm à? Không, kẹo không có PR sản phẩm nha mọi người ơi. Có người này. Mình chê luôn. Mình chê cũng có luôn. Máu trâu vậy. Ui, thằng này máu trâu vậy. Ui, hay bất tử à? Ơ vãi chở mình sẽ liên tục anh em ơi, máu mất liên tục luôn. Nhưng mà thằng bé lại không hề hấn gì. Ủa? Cái gì lạ vậy? Này, anh em thấy chưa? Này, giống kiểu như là máu nó cực kỳ trâu chó ấy. Ui vãi trưởng. Thôi, có khi gặp hack rồi anh em ạ. Này, sao vậy? Hết luôn đạn rồi. Ui, tôi gặp hack à cậu? Vãi trưởng, thằng bé không sao cả. Thôi lại gần hơn nữa nào. Ô vãi thật. Sợ thật. Dã man luôn. Nó bắn mình thì mất máu. Mình bắn nó lại không mất máu anh em ạ. Thì máu nó trâu chó kinh khủng. Hết luôn cả đạn thì ghê rồi. Cho nó quả liệu đi. Liệu đi em ơi. Chả biết câu liệu chuẩn hay không nữa. Đấy hả? Mày đứng lại. Hai đứa luôn. Thảo nào. Ui, thì ra hai đứa anh em ạ. Tưởng gì. Một đứa đang chuẩn bị lên à. Thì ra hai đứa anh em ơi. Tưởng thế nào cơ. Ui đừng. Đứng bạn đây. Lên bảng. Đụ. Nó câu lựu lên nó sơi mình anh em ạ. Bọn này chơi game gắt thật không đùa được. Chúng nó chơi game gắt thật, không đùa được anh em ạ. Bình tĩnh. Nói chung là cứ phải xử lý bình tĩnh. Nhờ, anh em nhờ. Xử lý vội vàng cái là đai ngay. Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng thôi anh em. Để xem còn máu thôi. Bộ đồ có hai cái sừng chất thế à. Cái này bộ đồ nó mới ra mắt trong game đấy em. Đồ giống nhau luôn, đúng rồi. Thì ra thảo nào tôi tưởng cho nó hack. Nào ngờ có hai đứa luôn ở trong anh em ạ. Chúng nó chơi team up với nhau luôn cơ. Ui, thảo nào. Công ạ. Vật vã mình xây cho nó không hề được luôn. Tưởng cho nó hack cơ. Thế là xong rồi. Chuẩn bị giảm thanh và gấu ra nhá. Qua bên này xem. Kiếm người phát nhỉ anh em. Tiếp tục săn mạng thôi. Thêm máu hả? Cũng được. Ê, đứa nào đấy? Đứa nào ở đây vừa gạ răng gạ chảo đấy nhở? Nào báo danh em ơi. Này, kẹo đến rồi em ơi, báo danh đi. Nó lại trốn rồi à? Ơ hay. Ơ. Nó trốn rồi công ạ. Hay lắm được. Hay lắm nha, được. Chúng mày được lắm. Chúng trốn mất tiêu rồi anh em ạ. Ủa thế này sao chứ? À đây. Hình như là chỗ này.
chính xác thì nó ở chỗ này thì phải. Thôi 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 thôi. Thôi em ơi, xanh mộ lên bảng luôn. Thằng này có nhiều bom keo phết nhỉ anh em. Vứt bớt đạn xuống chưa đi. Rất là cảm ơn tất cả những fan cứng đã ủng hộ cho mình nhá. Mặc dù mình bệnh ho SML nhưng mà anh em vẫn chăm chỉ xem like. Đấy, nó là một cái niềm động lực khá là lớn cho mình quyết định. Nói chung là thôi, thật ra thì xàm xí thế thôi. Chứ bây giờ nhá, không like này, không có gì ăn này, không có gì ăn làm sao mà uống thuốc được. Rồi là còn phải gì nữa nhỉ anh em. Like để mà còn có tiền để mà chữa bệnh cho anh em. Chứ bị ho miết như thế này thì có mà. Thôi thôi, chết dở. Đấy, xuống dưới xem nút thêm đồ của nó xem có đồ gì ngon hay không. Rồi thế thôi. Thế này là ok rồi. Cái điều quan trọng là bây giờ chúng ta xem đi kiếm thêm mạng nha mọi người. Bán cho em 100 cái kẹo luôn. Uầy, mua nhiều vậy em. Mua nhiều anh có chương trình giảm giá đấy em ơi. Về nhà Hoan nuôi đã bảo là Hoan sao nuôi nổi anh em nhiều lắm thề. Thì cả suốt buổi live vẫn nói chuyện với anh em là mình đang bị bệnh ho. Ho rất nhiều luôn. Thế nên là nói chuyện một vài câu với anh em cái nó lại ho thì xin phép anh em là được tắt mic để ho. Gì đây? Gì đây? Làm sao đấy? Thanh niên này. Ui, gì? Làm sao? Gì em ơi? Lên bảng. Mày chơi với anh à? Quần láo lếu. Hợp lý nhở? Xong rồi anh em ạ. Tiếp tục con máu thôi. À không cần đâu. Để cho MP nó tự cộng vào cũng được. Đỡ tốn máu. Ngon lên cành đào. Mình có mạng thứ 7 rồi cả. Ê, còn 7 thằng nữa anh em ơi. Cố gắng săn nốt 7 đứa này rồi là kiếm tôi một phát nhỉ anh em ơi. Có thính này. Xem có giáp mới hay không, mình lượm cái giáp mới nhá. Ui, thằng nào gọi rôn thính kia vậy? À, có chừng có người nhá. Đứa gài mìn nữa. Có một đứa gài mìn hình như là hướng trên này anh em ạ. Mình vừa nghe thấy tiếng mà. Tiếng gài mìn ở ngay trên này thôi. Có thể nó ngay căn nhà hay tầng nhá. Mình thường thấy bảo mấy đứa nó hay gài mìn ở cái chỗ cầu thang lên. Một quả lựu lên em ơi. Không phải đâu. Thôi thì cứ qua cái chỗ drone thính trước nha mọi người ơi. Ho để mic luôn đi có bị gì đâu em ơi. Ui em ơi, ho để mic thì anh em nghe tiếng nó rát tai lắm. Kiểu ho, tôi ho chắc chắn anh em xem live khó chịu rồi. Đây rồi, có một đứa thủ trò nhá. Không biết là có giáp mới hay không. Đậu xanh không có đâu. Không có giáp mới đâu anh em ạ. Đành dùng cái giáp chống nổ nát này vậy. Mày vào đây em ơi. Ngồi thủ trò thế này thì không xanh mộ hay phí nhá. Có 8 bom keo nhá. Làm sao? Thấy chưa? Anh em thấy cái đầu nó chưa? Đầu nó ngay trên này này. Bé vừa lộ diện xong nó lại cụ đầu luôn. Có người anh em ơi, có người. À đủ, sao đấy? Dừng xe em ơi. Xuống xe. Đúng rồi, xuống xe này. Xuống xe này em ơi. Nó dựng một keo cả. Ok, chấp chú dựng một keo rồi nhá. Làm sao đấy em ơi? Mình dựng một keo lại phải chắn cả hai đứa luôn này. Phan này hơi căng. Đậu xanh thì kia. Đậu xanh. Làm sao đấy? Yes, còn máu thôi. 8 kill rồi, hợp lý. Thế còn thằng chân tròi kia nữa. Nó không thể nào mà chạy được anh em ạ. Nói thật là như vậy luôn. Nó không thể nào chạy được. Mình đang đứng ở đây, chạy làm sao được. Trong khi đấy thì mình gần bo hơn thằng này. Thôi xong, nó vỡ mặt với mình rồi. Vỡ mặt rồi nha em ơi. Có giỏi qua đây em ơi. Giáp mới này, thêm tí máu này. Có giỏi qua đây em ơi. Quan chừng cái đầu nhá, đừng có mà đứng đấy để mà canh sọ ăn. Đừng đấy canh sọ anh. Canh sọ anh không dễ đâu nha. Bắn cho 192 máu sợ chưa. Thằng bé sợ hẳn luôn anh em ạ, thề luôn. Vào đây. Vào đây em ơi. Ui, gì đây, còn cố bắn nữa cả. Thích có bắn không, lại đây. Xuống dưới nhanh. Không nói nhiều đâu. Xuống dưới đi. Đúng rồi, xuống dưới này, vỡ đầu. Đã bảo rồi, xuống trước không chịu nghe cơ. Đây, còn 5 thằng nữa. Thôi thì xe lên trên cố gắng hạ gục cho nó 4 đứa này. Kiếm tới một cái nhìn mọi người.
Người đâu cả rồi? Để mình coi nào. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái này là phải bình tĩnh anh em ạ. Nói chung là anh em chơi game không được vội. Cứ phải bình tĩnh rồi là anh em chờ tôi xem xử lý bọn này nhá. Chắc chắn là mình sẽ cho chúng nó lên thớt hết anh em ơi, để còn kiếm tiếp một đấy nhỉ. Thì còn 4 thằng nữa này, cơ hội chiến thắng nó là 20% nha mọi người. Hello, ở đây có ai không vậy? Mình chưa thấy người ở đây cả anh em ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có lẽ như là bọn này nó mỗi đứa tìm một chỗ cho nó núp hết rồi anh em ơi. Không thấy đứa nào chạy lâu nha lâu nhông ngoài này cả. À, hay à nha. À, tiếng gạ rau gạ chảo, thôi xong mày chết. Thôi xong mày chết với anh rồi em ạ. Anh xem là chú gạ rau gạ chảo được bao nhiêu lâu. Gạ rau gạ chảo đây. Đậu xanh, ngồi núp ở góc tường luôn. Đủ. Thanh niên này. Nhiều đứa kiểu nó ngồi canh ở góc tường anh em ạ. Lại gặp thanh niên sợ chết rồi. Hai thằng nữa. Tôi một đang đến rất gần rồi nha mọi người ơi. Rồi anh em yên tâm, tôi bệnh ốm vẫn cố gắng kiếm top 1 cho mọi người xem nhá. 10 kill rồi. Kill 2 thằng nữa 12 kill, top 1 hợp lý nhá. Cứ trên 10 kill là ok rồi anh em ạ. Để tôi coi nào. Để mình xem nào. Xem chúng nó ở đâu chứ anh em, để còn cho chúng nó lên thớt nhỉ. Hai đứa nữa cho lên thớt luôn. Đây đây, một đứa bên này này. Một đứa sau thính nha mọi người ơi. Đứa nữa không biết là nó ở đây không. Ui, bo thu ra ngoài đấy cả. Bo hơi đen, có người, có người. Có người anh em ạ. Có người anh em ơi. Lên bảng. Sơi mình đâu có dễ đâu, nói rồi mà. Thằng của anh em ơi, cơ hội chiến thắng 50-50. Mình vẫn có cơ hội chiến thắng bình thường. Mặc dù là bo thu sang phía nó nha anh em ơi, nhưng mà mình có cơ hội chiến thắng bình thường nha anh em, không phải lo này. Let's go, chạy qua, mình có bóng keo mà, bình tĩnh. Nói chung là anh em hãy cứ bình tĩnh thôi. Không việc gì phải xoắn cả. Kể cả là bóng bo có hơi bất lợi một xíu, nhưng mà anh em chơi ok thì cũng được thôi, không sao, không sao. Nó có kinh nghiệm chạy bo cả rồi anh em ạ. Đây mình còn chưa tốn quả bóng keo nào luôn nhá. Kinh nghiệm cả rồi các bạn ơi. Thằng bé đâu? Đúng rồi. Mình đã phát hiện ra là có sự thay đổi ở đây rồi. Có người ở đây rồi. Có người ở đây rồi, làm sao đây? Yes, xong. 12 kill top 1. Yes, hợp lý. Quẻ đây anh em ơi. Xả hàng nào, bom keo này. Một mớ liệu choáng này anh em này. Xả hàng hết luôn đi. Để làm gì đâu. Ui, trắng xóa màn hình luôn. Ok. Như vậy là trong vài đấu này thì mình đã có được đó là 12 kill top 1 nha anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.